Cơ hội ghi điểm cho Hóa Chất Đức Giang Thứ Sáng. Rất mạnh mẽ. Và trả giàn cùng với Quang Minh, Yusova có nhiều ý nhau. 1-0 cho Hóa Chất Đức Giang Thứ Sáng. Bước 1 chính là vấn đề của Ninh Anh cùng các đồng đội ở trong set đấu đầu tiên. Điểm số được cân bằng bộ đều. Yêu cầu quý khán giả không quay thêm chụp ảnh không sử dụng thẻ flash. Xin cảm ơn. Phương Anh đã có một pha gõ bóng rất tinh tế, đưa bóng vào khoảng trống ở khu vực giữa sân. Chỉ có một mình của đội ba nhảy lên và trả lại trong tuyến vừa rồi. Cầu đã hóa giải được quả đập của đối thủ. Tầm chắn quá cao. Phương Anh cao 1m73, đối đầu với Polina cao 1m98. Rất hiểu không? 3-1. Ngoại trừ Polina thì Tú Linh là một trong những cầu thủ pha bóng tốt nhất của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Những pha pha bóng bay của cầu thủ này rất khó chịu. Rất hay, rất ngọt của Trà Giang. 2-3. Pha phập cực kỳ hiệu quả và hiểu ý. Trà Giang vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình ở cú đánh vừa rồi. Rất tốc độ, rất uy lực và cực kỳ hiệu quả. Điểm Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 1-2. Với việc sở hữu Polina thì khả năng Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng giành chiếc vô địch ở mùa giải năm nay là rất cao. Chính tài lực này là sự khác biệt so với những ngoại binh còn lại. Mặc dù các ngoại binh của các đội bóng nữ cũng đã thể hiện khá tốt khả năng của mình tại vòng 2 vừa qua, nhưng Polina ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những cầu thủ của các đội bóng còn lại. Bây giờ Polina thực hiện quả phá bóng. Bóng hơi dài. Có tình huống khiếu nại của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Pha phá bóng rất uy lực, không khác gì một quả đập. Một tình huống bóng với tốc độ rất cao. Có lẽ các trọng tài cũng khó có thể quan sát chính xác pha bóng này khi nó diễn ra quá nhanh. Lực phát bóng là rất mạnh. Nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. Khiếu nại không thành công. Tướng bắt một lỗi của Thanh Liên. Điểm số được cân bằng 5 đều. Việt Tiên Bành đã chơi đầy cố gắng ở những diễn biến đầu tiên của set đấu này.
vẫn còn. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đánh của Adisova. 6 năm cho Việt Tiên Bành. Tiếp tục là pha phá bóng của Hồng Thắm. Tỷ lệ của Polina là quá cao. Hầu như bóng trên tay của cầu thủ này là cô lại ghi điểm. Vẫn còn. Cơ hội lại đến với Việt Tiên Bành. Đường chuyền hơi thu và hơi sát lưới, nhưng Adisova đã xử lý thành công. Bogdana Adisova đã có một pha xử lý rất khéo. Lỗi chuyền một của các cô gái hóa chất đi ra tia sáng. 8-6 cho Việt Tiên Bành. Tô Linh là một trong những người có thể bắt chuyền một tốt, nhưng vừa rồi cô đã bung chuyền một. Pha phá bóng khó của Việt Tiên Bành. Chỉ có những pha phá bóng khó như thế thì các cô gái Việt Tiên Bành mới có thể gây khó dễ cho đối phương. Còn nếu phá bóng hiền thì cơ hội để Hóa Chất đưa ra tia sáng ghi điểm là gần như chắc chắn. Pha đá hơi chậm nhưng vẫn có điểm. 9-6 cho Việt Tiên Bành. Những bất ngờ đang xảy ra khi mà Việt Tiên Bành đang chơi gắn kết hơn, phát bóng tốt hơn. Nông Thu Anh đã được vào sân để thay cho Bích Thủy. Ngay sau đó thì huấn luyện viên Varachot đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đã để lại những dấu ấn với câu lạc bộ Hóa Chất đưa ra tia sáng khi lối chơi của đội bóng này đã có được những sự tiến bộ rõ rệt so với mùa giải vừa qua. Phương Quỳnh phá bóng. Bóng trong sân. Vẫn là một tầm cắt bóng quá cao của Polina. Dana. Điểm được ghi cho Việt Tiên Bành. Điểm Việt Tiên Bành 10-7. Dù cách biệt không lớn nhưng nó giúp cho các cô gái áo trắng có được một tâm lý tốt ở trong set đấu thứ hai này. Vẫn là những tình huống phá bóng rất tốt của Việt Tiên Bành.
Pha ra tay rất hay của Trà Giang. 11-7. Tại giải AVC Challenge Cup mà đội tuyển Việt Nam đã vô địch, Trà Giang được nhận danh hiệu phụ công xuất sắc nhất. Một phần thưởng quá xứng đáng dành cho cô gái người Lạng Sơn. Điểm hòi mà Polina kết thúc lôi. Hóa chân ra xin thay đổi huấn luyện số 7 ra sân. Xoay cổ tay quá nhiều, quả bóng đã đi ra ngoài sân. Việt Tiên Bành đang tạo ra những bất ngờ ở set đấu thứ hai này với những pha phá bóng cực kỳ hiểm hóc. Họ đã hơn một lần phá được chuyền một của đối phương. Vừa rồi là một tình huống phá bóng của Thu Hoài. Bóng lạng rất khó chịu. Xem một Việt Tiên Bành phá bóng tương đối hiền, khiến cho họ gặp khó khi đối phương phối hợp tấn công. Từ màn sau của Việt Tiên Bành đã dâng lên quá cao. 8-13. Nguyễn Thị Thủy phá bóng. Rất hay. Quả đánh của Phương Anh. Xoay quá tuyệt vời. Loại bỏ hoàn toàn hàng chắn của đối phương. Tình huống mà hai cầu thủ của Hóa Chất Thị Gia Tia Sáng đã chủ động chắn chéo, nhưng Phương Anh đã đánh ý. Rất tuyệt vời. Bóng trong sân. 15-8 cho Việt Tiên Bành. Những điểm số liên tiếp như thế này sẽ giúp Việt Tiên Bành tự tin và khiến cho đối thủ bị tâm lý. Tất nhiên đây chưa phải là quãng giai đoạn quan trọng nhất của trận đấu, nhưng Việt Tiên Bành đang chơi rất hay. Rồi họ đã có một tình huống không hiểu ý nhau và để mất điểm rất đáng tiếc. Với Hóa Chất Đưa Ra Tia Sáng, cao thủ chỉ có chiếc vô địch mới là sự hài lòng. Trong khi đó với các cô gái Việt Tiên Bành, việc chọn thành công giúp cho Trà Giang cùng các đội đang có một sự thoải mái rất lớn về mặt tâm lý khi bước vào trận tứ kết này. Với các cô gái Hóa Chất Đưa Ra Tia Sáng, áp lực với họ là lớn hơn bất kỳ một đội bóng nào khi nhiệm vụ được giao là giành chức vô địch. Ngay cả Polina bây giờ cũng gặp khó trong những pha kết thúc của mình. Đó là quả đánh tốt của Hồng Hạnh. Xem một diễn ra chênh lệch bao nhiêu thì sẽ là diễn ra hấp dẫn bấy nhiêu. Với sự lấn lướt không phải của Hóa Chất Đưa Ra Tia Sáng mà bây giờ đang của Việt Tiên Bành. Cách biệt 6 điểm đang được đội bóng Ngân Hàng tạo ra trước đối thủ ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Vẫn còn cơ hội tấn công cho các cầu thủ Việt Tiên Bành. Tuyến phòng thủ không thành công của Hồng Ngát. 17-10.
tưởng chừng như hóa chất Đức Giang tia sáng sẽ dễ dàng bắt nạt đối thủ khi mà set 1 họ dẫn với khoảng cách rất sâu 25-14. Nhưng điều đó đang không xảy ra ở set đấu thứ hai này. Sự tự tin, sự thoải mái và tâm lý giúp cho các cô gái Vietinbank chơi rất hay, rất thăng hoa. Đó là Thu Hoài muốn bỏ chuyện và đánh bại hoàn toàn hàng thủ của đối phương. Ở mùa giải năm nay, Thu Hoài không còn khoác áo đội tuyển Việt Nam khi cô dành nhiều thời gian cho việc học tập. Bên cạnh đó là những chấn thương. Hóa chất Đức Giang tia sáng khiếu nại thủ hướng của Thu Hoài. Nhưng Thu Hoài không chạm lưới. Khiếu nại không thành công. Như vậy là cả hai lần khiếu nại của Hóa chất Đức Giang tia sáng ở set đấu này đều đã không thành công. Và họ không còn quyền khiếu nại ở trong set đấu thứ hai. Polina không còn tự tin nhận ra những quả đấm. Mất tâm lý. Điều đó đồng nghĩa với việc mất đi sự tự tin. Không qua lưới. Điểm Việt Nam 19-11. Hóa chất Đức Giang xin thay đổi huấn luyện. Số 16 ra sân, số 23 vào sân. Số 17 ra sân, số 14 vào sân. Và Polina đã được cho ra nghỉ. Vẫn còn. Cơ hội ghi điểm lại đến với các cô gái Ngân hàng Công Thương. Hai bên đang có những pha phòng thủ rất hay. Bóng ngoài sân. Trận đá xác định không chạm chắn. Hóa chất Đức Giang tia sáng đã không còn quyền khiếu nại khi họ đã sử dụng cả hai lần khiếu nại và đều không thành công. Hai mốt 11, cách biệt 10 điểm đã được Vietinbank tạo ra trước đối thủ vô cùng bất ngờ khi mà chúng ta đã được chứng kiến một sự áp đảo của Hóa chất Đức Giang tia sáng ở trong set đấu đầu tiên. Hóa chất Đức Giang xin tạm dừng. Lần thứ hai ở set đấu này, huấn luyện viên Varachot đã phải xin tạm dừng set đấu để hội ý. Tứ kết luôn hoàn toàn khác so với những trận đấu tại vòng bảng, đặc biệt với các cô gái Hóa chất Đức Giang tia sáng khi họ mang cho mình nhiệm vụ là giành chức vô địch, một áp lực rất lớn. Còn Vietinbank họ đã hoàn thành mục tiêu và bây giờ chỉ còn biết chơi hết mình mà thôi. Lại có thêm một điểm nữa dành cho Vietinbank. Có lẽ Hóa chất Đức Giang tia sáng phải làm lại ở set đấu thứ ba mà thôi. Set này thì chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi, khi cách biệt là quá lớn. Những gì mà các cô gái Vietinbank thể hiện ở trong set đấu thứ hai là trên cả tuyệt vời.
đội bóng không vượt qua được hàng chắn của Phượng và kết thúc của Đà Nẵng. Bốc Đà Anisova có tên thân mật là Dana. Trong đó thì Polina Haymova, tên thân mật của cô là Poli. Rất tốt pha kết thúc của Dana. Một sơ đấu rất khó tin, hoàn toàn trái ngược với set 1. Thế trận thay đổi 180 độ. Tạm dừng trận đấu để hội ý. Một sự thận trọng rất lớn của huấn luyện viên người Nam Định. Đây là các cổ động viên của Hóa chất Đức Giang tia sáng. Tiếp tục là pha phá bóng của Nông Thùy Anh. Được chuyển lỗi. Và sau đó thì Hóa chất Đức Giang tia sáng đã để mất điểm. 24-14. Xem một Hóa chất Đức Giang tia sáng đánh bại đối thủ với tỷ số 25-14. Và bây giờ Việt Tim Anh đang chuẩn bị làm được điều tương tự. Pha phá bóng ngắn khó chịu của Thu Hoài. Bóng ra ngoài sân sau cú đập của Hồng Ngát. Và tỷ số của set đấu thứ hai là 25-14. Giống hệt với set 1 nhưng chiến thắng lần này thuộc về Việt Tim Anh. Rất bất ngờ. Một trận đấu vô cùng ấn tượng của các cô gái Việt Tiên Bành.